Chào quý vị đến với chương trình Người Việt hàng Việt của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị nội dung sau: tăng năng lực sản xuất cho các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn, doanh nghiệp Việt chiếm lĩnh thị trường bán lẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, những năm qua được sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công, các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn được tiếp thêm nguồn lực để phát triển sản xuất. Nhờ đó, doanh nghiệp từng bước cải thiện mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ và thiết kế xây dựng Tuấn Dũng ở xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, chuyên sản xuất những mặt hàng cơ khí thủ công. Để đẩy mạnh sản xuất cũng như nâng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, tháng 8 năm 2019, công ty đã đầu tư hoàn thiện máy móc thiết bị trong sản xuất cửa nhôm, cửa cao cấp như máy cắt hai đầu nhôm nhựa, máy ép góc, máy phay đầu số tự động, máy đột dập cửa. Tổng giá trị của các loại thiết bị này là 410 triệu đồng, trong đó nguồn vốn khuyến công hỗ trợ 200 triệu đồng. Sự hỗ trợ này đã giúp doanh nghiệp rất lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Được sự hỗ trợ nguồn kinh phí nhà nước thì doanh nghiệp có cơ hội tiếp xúc với lại máy móc, trang thiết bị máy móc hiện đại hơn nhằm phục vụ cho việc sản xuất cửa nhôm, cửa nhựa cao cấp, rồi tăng năng suất lao động hơn. Thì nhờ cái máy móc hiện đại như thế này thì sản phẩm mình làm ra chất lượng hơn, đẹp hơn, thì khách hàng họ sẽ tin dùng hơn. Từ đó thì họ sẽ giới thiệu cho những người khác, rồi đơn hàng của mình càng ngày càng nhiều, doanh thu của công ty càng cao. Tháng 12 năm 2018, được sự hỗ trợ nguồn vốn 200 triệu đồng từ chương trình khuyến công, công ty trách nhiệm hữu hạn nuôi trồng nấm Hòa Long đã mạnh dạn đầu tư trang bị máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bột đông trùng hạ thảo nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Việc đầu tư này giúp công ty nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, cũng như góp phần đa dạng hóa các sản phẩm từ nguồn nguyên liệu nấm đông trùng hạ thảo do chính công ty nuôi trồng. Cũng nhờ cái sự hỗ trợ của bên khuyến công thì doanh nghiệp cũng mạnh dạn hơn trong việc là đầu tư các cái trang thiết bị cho phục vụ cho việc sản xuất. Và chính cái sự khuyến khích đấy mà giống như một cái cú hích ấy, giúp cho doanh nghiệp là sẵn sàng đầu tư thêm vào. Và cũng nhờ cái khuyến công còn không những là hỗ trợ về máy móc nhưng mà còn được các cái bạn ấy tư vấn là mình nên mua máy gì cho nó phù hợp. Khi mà được sự hỗ trợ đó thì doanh nghiệp là sẽ tăng được cái năng suất lao động lên, và đồng thời là các cái sản phẩm mình sản xuất ra nó đảm bảo an toàn thực phẩm hơn. Ngoài hai doanh nghiệp trên, thời gian qua, từ nguồn vốn khuyến công, nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn trong tỉnh đã áp dụng tiến bộ kỹ thuật, sử dụng thiết bị máy móc hiện đại vào sản xuất, đồng thời đăng ký thương hiệu. Qua đó giúp cho doanh nghiệp tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường. Nhiều ngành nghề sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã tận dụng nguyên vật liệu tại chỗ, sử dụng lao động chuyên môn hóa nên đã tạo ra được sản phẩm với giá thành hợp lý, nâng cao được năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Theo thống kê của Sở Công Thương, toàn tỉnh hiện có khoảng 6.000 doanh nghiệp công nghiệp nông thôn. Phần lớn các doanh nghiệp này đều có khó khăn về nguồn vốn, công nghệ lạc hậu nên năng suất chất lượng sản phẩm chưa cao. 7 năm qua, từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương, Trung tâm Khuyến công và Phát triển Công nghiệp tỉnh đã hỗ trợ 174 doanh nghiệp công nghiệp nông thôn đổi mới dây chuyền, công nghệ sản xuất với tổng số tiền hơn 35 tỷ đồng. Tuy nhiên, số doanh nghiệp được hỗ trợ còn thấp, chỉ chiếm tỷ lệ chưa tới 3%. Ngoài ra, hoạt động khuyến công chưa huy động được nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức cá nhân trong xã hội mà chủ yếu là nguồn ngân sách nhà nước nên mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn còn hạn chế. Thưa quý vị, vài năm trở lại đây, kênh bán lẻ hàng hóa hiện đại như chuỗi cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, trung tâm mua sắm mọc lên như nấm sau mưa tại Việt Nam nói chung và tại Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng. Hệ thống bán lẻ hiện đại này ngày càng khẳng định được sức hút đối với người tiêu dùng, thể hiện rõ qua mức tăng trưởng của thị trường luôn năm sau cao hơn năm trước và dư địa vẫn còn lớn. Và điểm tích cực nhất ở hệ thống bán lẻ này, sản phẩm Việt vẫn đang chiếm lĩnh thị phần với gần 85%. Phần cuối chương trình Người Việt hàng Việt hôm nay sẽ ghi nhận về nội dung này. Chọn quy mô cửa hàng nhỏ, tiện lợi. Hệ thống cửa hàng Bách Hóa Xanh vừa khai trương hàng loạt cửa hàng tiện lợi nằm trong các khu dân cư đông đúc, gần các chợ truyền thống.
Nếu như các hệ thống bán lẻ đi trước chọn cách sơ chế, đóng gói sẵn thực phẩm theo từng khẩu phần, thì các cửa hàng Bách Hóa Xanh lại hướng đến mục tiêu phục vụ theo yêu cầu của người tiêu dùng. Chẳng hạn như đối với sản phẩm rau củ, cửa hàng lựa chọn phân loại thành từng nhóm và trưng bày trên kệ hàng. Các loại thực phẩm như thịt heo, thịt gà hay cá được sơ chế, phân loại và người tiêu dùng có thể lựa chọn theo nhu cầu sử dụng của gia đình. Người tiêu dùng chọn loại nào thì nhân viên sẽ sơ chế tại chỗ, rửa sạch. Với cách chiều khách như vậy, dù còn khá mới mẻ trên thị trường, nhưng các cửa hàng Bách Hóa Xanh đã tạo được lòng tin với người tiêu dùng. Nói chung là mua hàng ở đây thì rẻ, rồi đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, tiện lợi mà. Ở đây thì tiện lợi thì nói chung mình vô mình nhìn cái người ta sắp xếp thì mình cứ vô mình thấy người ta trưng bày rõ ràng thì mình cứ vô đó là mình lấy, là mình khỏi cần phải đi tìm. Mình mua đây là lần thứ tư. Thì thức ăn ở đây là tươi, sạch và là bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện tại là khu vực Bà Rịa Vũng Tàu của tôi thì mới phát triển được khoảng 12 cái siêu thị. Thì đây là thị trường rất là tiềm năng của Bách Hóa Xanh. Bách Hóa Xanh muốn mở rộng ở đây thì đầu tiên là phải tìm hiểu được cái thị trường cũng như là cái thị hiếu của khách hàng ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu. Và thấy được rõ là khách hàng đây đang rất là ưa chuộng Bách Hóa Xanh và có những cái mong đợi và những cái sự yêu mến dành cho Bách Hóa Xanh tại. Trong thời gian tới, mục tiêu là cuối năm nay sẽ phát triển đâu đó từ trên 50 shop. Sau hơn 2 năm hoạt động tại Bà Rịa Vũng Tàu, doanh số bán lẻ của chuỗi cửa hàng Vinmart Cộng tăng gấp đôi so với năm đầu mới thành lập. Từ 15 cửa hàng ban đầu, số cửa hàng Vinmart Cộng trên địa bàn tỉnh hiện nay đã tăng gần gấp 3 lần. Và không chỉ phát triển số lượng cửa hàng, Vinmart Cộng còn chú trọng về chất lượng sản phẩm và xây dựng quy trình khép kín, phục vụ người tiêu dùng từ canh tác, sản xuất đến khâu thu hoạch và phân phối. Hàng hóa nói chung đầy đủ và bố trí thì khoa học, dễ tìm, dễ lấy. Mình thấy cái cửa hàng ở đây thì rất là nhiều đồ cho khách hàng lựa chọn. Đồ ăn ở đây thì cơ bản là rất là tươi, giá cả thì phải chăng. Mới đây, Trung tâm mua sắm Hòa Hạnh khai trương thêm cửa hàng mới ở đường Cách Mạng Tháng 8, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, nâng tổng số cửa hàng của hệ thống trên địa bàn tỉnh lên 4 cửa hàng ở thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu. Thì mua đồ ở đây thì cũng lâu rồi, thì thấy chất lượng ở đây nó cũng tốt, mẫu mã thì nhiều. Mà hồi trước thì ở bên kia chuyển qua đây thì thấy hàng bên đây nó đẹp hơn, nó nhiều mẫu mã và chủng loại hơn, thì giá cả cũng hợp lý cho từng túi tiền của từng người thôi. Thì nhân viên phục vụ thì cũng tốt. Tôi vô đây thì thấy mấy em đối đãi tốt, nói chuyện đồ tiếp đãi khách đồ im. Giá cả cũng được, đồ thì cũng đẹp, giá cả vừa, vừa với túi tiền của mình. Riêng bên Hòa Hạnh thì mình cũng đang cập nhật mẫu mã liên tục để đáp ứng thị hiếu của phục vụ cho dân địa phương của mình là chủ yếu nhất, thiết thực nhất. Thành thử bên mình thì mình cũng được làm dân địa phương ở đây, nói chung từng tầng lớp, từ nhỏ tới lớn người ta cũng yêu chuộng của Hòa Hạnh, thành người ta đón là mẫu mã của mình liên tục thay đổi. Thì vừa qua thì mình thấy cái số lượng khách hàng đi tới yêu thương mình và doanh số của mình cũng tăng trưởng, mình cũng rất là vui khi được sự đón nhận của khách hàng của địa phương của mình chấp nhận mình. Theo báo cáo của các công ty nghiên cứu thị trường, với dân số trên 90 triệu dân, doanh thu bán lẻ hàng hóa luôn tăng trưởng trên 10% một năm. Thị trường bán lẻ Việt Nam ngày càng khẳng định sức phát triển mạnh mẽ. Đáng chú ý, các doanh nghiệp trong nước đang ngày càng khẳng định sức vươn mạnh mẽ khi tham gia vào hàng loạt các sự kiện mua bán, sáp nhập để mở rộng thị phần. Chẳng hạn cuối tháng 8 vừa qua, hệ thống Vinmart tiếp tục thâu tóm 8 siêu thị Queenlandmark. Như vậy, tính cả Vinmart Cộng, Vingroup hiện sở hữu chuỗi siêu thị đồ sộ lên tới 2.122 điểm bán trên cả nước.
Cuối tháng 6 năm 2019 vừa qua, Sài Gòn Co-op cũng đã tuyên bố mua lại toàn bộ chuỗi siêu thị của hệ thống Auchan của Pháp khi hệ thống này rút khỏi thị trường bán lẻ Việt Nam. Từ đó nâng số lượng siêu thị của Sài Gòn Co-op lên tới con số 125, trải dài từ Bắc đến Nam. Có thể thấy, sự góp mặt và phủ sóng đến khắp các khu dân cư, chiếm lĩnh thị trường và phục vụ người tiêu dùng với tác phong phục vụ hết sức chu đáo đã và đang giúp thị phần các kênh phân phối hàng Việt trên thị trường bán lẻ hiện đại khẳng định chỗ đứng sau thời gian dài bị nhiều đại gia nước ngoài chi phối. Sự chiến thắng này nhờ nhiều yếu tố, trong đó chiến lược tiếp cận thị trường, xác định khách hàng mục tiêu là những yếu tố không kém phần quan trọng. Các nhà bán lẻ hiện đại mang đến sự tiện lợi cho khách hàng bằng việc đặt cửa hàng ở vị trí thuận tiện gần khu dân cư, danh mục sản phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của hộ gia đình và phương thức thanh toán đa dạng. Khi mua sắm ở các kênh bán lẻ hiện đại, người tiêu dùng được mua sắm trong không gian sạch sẽ, hiện đại, mát mẻ, nguồn gốc sản phẩm rõ ràng, an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả hàng hóa được niêm yết rõ ràng. Nhằm đáp ứng nhu cầu tiện lợi của người tiêu dùng, hiện nay nhiều cửa hàng, siêu thị, trung tâm mua sắm còn đẩy mạnh việc bán hàng qua mạng, thanh toán bằng thẻ tín dụng, tạo sự ưu tiên lựa chọn của tầng lớp trung lưu và góp phần giúp tăng trưởng doanh số bán hàng của các kênh bán hàng hiện đại này. Em nó bữa trước nó tải cho mình cái app á, để mình thanh toán qua điện thoại thì thấy cũng tiện. Ở một số cái điểm khác, ví dụ như là mình nói là không mang thẻ là người ta gạt luôn, không cho hưởng cái chế độ ấy nữa. Nhưng mà đây các em thì rất là nhiệt tình, thì đấy cũng là một cái mà mình cho là cái rất là tốt của Vinmart. Thanh toán điện tử thì khi mà khai trương thì có những cái bộ phận bên ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ và lắp đặt máy cho siêu thị. Hiện tại thì Bách Hóa Xanh là có áp dụng luôn cả cái việc thanh toán qua thẻ. Hiện tại là chỉ có áp dụng qua thẻ ATM. Thống kê của Bộ Công Thương cho biết, tính đến nay, chỗ bán lẻ hiện đại của các nhà đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 16%, trong khi các nhà bán lẻ hiện đại trong nước chiếm 84%. Như vậy, kênh bán hàng của doanh nghiệp trong nước vẫn chiếm đến 3/4 thị phần bán lẻ hiện nay. Các doanh nghiệp trong nước đang đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi. Việc phát triển mạnh mảng bán lẻ này để giúp cho doanh nghiệp bán lẻ Việt dần giành lại chỗ đứng trên thị trường. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, theo thống kê của Sở Công Thương, trên địa bàn tỉnh hiện có 5 siêu thị lớn, 43 cửa hàng tiện lợi của Vinmart Cộng, hàng chục cửa hàng của Bách Hóa Xanh và hệ thống cửa hàng tiện lợi khác. Hiện các kênh phân phối lẻ thuần Việt này đã phủ sóng rộng khắp với nguồn cung hàng hóa đa dạng, chất lượng tốt, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Hiện các kênh phân phối lẻ thuần Việt này đã phủ sóng rộng khắp với nguồn cung hàng hóa đa dạng, chất lượng tốt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Theo đánh giá của ngành chức năng, thời gian qua, sức cạnh tranh giữa doanh nghiệp nội và doanh nghiệp ngoại trên thị trường bán lẻ hiện đại là rất khốc liệt. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhất là trong năm 2019, sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp Việt không chỉ giúp cho người tiêu dùng có thêm nhiều sự lựa chọn, mà còn chứng tỏ các doanh nghiệp Việt đang dần khẳng định vị trí của mình trong cuộc đua giành thị phần bán lẻ trước các doanh nghiệp ngoại. Theo Sở Công Thương, các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini hiện đại đã tạo bộ mặt mới cho thị trường bán lẻ của tỉnh, góp phần giải quyết vấn đề hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vốn đã là nỗi lo của người tiêu dùng hiện nay. Tuy nhiên, để loại hình phân phối này thực sự bền vững, thì thời gian tới, các doanh nghiệp phải chủ động cập nhật xu hướng thế giới, tăng cường đưa các ứng dụng công nghệ vào kinh doanh, dần dần phá vỡ mô hình truyền thống, tăng tính liên kết, tận dụng các cơ hội tiềm năng từ hội nhập quốc tế. Chương trình Người Việt Hàng Việt của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.